Xin chào các bạn, thì hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái thông tin và cách phân biệt các triệu chứng mà cây chúng ta thiếu dinh dưỡng ở lá. Có nghĩa nói ngắn gọn hơn là chúng ta nhìn một cái lá thì chúng ta biết rằng là cây của mình đang thiếu cái chất gì, cái nguyên tố gì để chúng ta có thể là bổ sung cho cây kịp thời. Thì ở loạt bài này thì mình chia ra rất là nhiều video, nhưng mà video đầu tiên thì mình nói về các nguyên tố đa lượng. Thì như các bạn đã biết á, cây chúng ta cần những nguyên tố dinh dưỡng, đó là thuộc bốn nhóm. Thứ nhất là đa lượng, thứ hai là trung lượng, thứ ba là vi lượng, và thứ tư là siêu vi lượng hay còn gọi là đất hiếm. Ở bài này, đầu bài đầu tiên của loạt bài này thì mình chia sẻ về cái hiện tượng của cây thiếu đa lượng. Khi các bạn thăm đồng á, thăm vườn cây nhà mình thì các bạn sẽ thấy được đó là cái lá cây nó sẽ bị vàng, nó sẽ bị đổi màu, ví dụ như tím, màu huyết dụ. Thì ở những trường hợp như vậy thì bằng cách nào chúng ta có thể biết được là cây thiếu nguyên tố đa lượng nào? Thì mình cũng xin nhắc lại ba nguyên tố đa lượng chính, đó là nitơ, phosphor, kali, hay nói cho chúng ta thân 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 quen hơn, đó là đạm, lân và kali. Thì trước trước tiên là cái triệu chứng về thiếu đạm. Như hình minh họa các bạn thấy đó, đây là cái lá ngô. Thì hiện tượng này là hiện tượng thiếu đạm đấy các bạn. Thì các bạn nhìn vào thì các bạn thấy là lá nó sẽ bị vàng. Và nó vàng nhợt nhạt dần là các bạn. Ở phần chóp lá thì nó sẽ vàng, xong rồi nó lan dần vào bên trong theo gân lá. Còn về hiện tượng về cây nhỏ chồi cành ít, trái chín sớm vân vân, thì các bạn có thể truy cập vào website vietnamnongsanh.com.vn để các bạn xem cụ thể hơn. Ở đây là mình video này mình chia sẻ một cách nhanh nhất thôi, để chúng ta ra vườn chúng ta nhìn một cái là chúng ta biết được là thiếu đạm hay thiếu kali hay thiếu lân. Ở thì các bạn thấy đó, nếu mà thiếu đạm thì những cái phần lá nó sẽ bị vàng từ chóp lá, xong nó lan vào trong theo hình gân lá. Vì sao mình lại nhấn mạnh ở ở phần là cái màu vàng này nó lan ra từ từ chóp lá rồi lan vào trong theo hình gân lá để mình phân biệt với cái hiện tượng đó là thiếu kali đấy các bạn. Như cái lá tiếp theo là nó thiếu kali thì nó cũng vàng các bạn ạ. Nhưng mà nó vàng từ mép lá, các bạn để ý ha. Nó vàng từ mép lá, nó vàng vào. Đó, và nó xuất hiện những cái mô chết nè các bạn. Phiến lá thì cong lại. Đó, thì tóm lại tới thời điểm này thì chúng ta có thể kết luận được rằng nếu mà một cái cây mà nó thiếu đạm thì nó sẽ vàng theo chiều dọc của lá. Đó, theo chiều gân lá. Còn nếu mà nó thiếu kali thì nó cũng vàng nhưng mà nó bắt đầu theo chiều ngang, có nghĩa là nó vàng từ mép lá nó vàng vào. Đó các bạn nhé, nó vàng là nó vàng từ mép lá nó vàng vào, là nó thiếu kali. Đó là theo chiều ngang, các bạn nhớ theo chiều ngang. Còn vàng là theo chiều dọc, là từ chóp lá theo gân lá là thiếu đạm. Còn tiếp theo với một cái với lá mà thiếu lân, thì lúc đầu là lá nó sẽ xanh, sau đó nó chuyển màu sang vàng, và cuối cùng triệu chứng rất là dễ là nó chuyển sang màu huyết dụ hoặc là màu tím hoặc là màu xanh đậm như cái hình thứ ba là các bạn thấy đó. Và cái hiện tượng thiếu lân này thì nó thường xảy ra trên những cái vùng đất mà chua hoặc đất bạc màu. Đất bạc màu thì mình không nói nhiều rồi, tại vì bạc màu là thiếu dinh dưỡng rồi thì chắc chắn là sẽ thiếu những đa lượng. Còn mà đất chua thì vì trong đất nó có rất nhiều ion sắt 2 cộng, sắt 3 cộng, nhôm 3 cộng nên nó sẽ cố định ở những cái lân trong đất nên cây không hút được, thì dẫn đến là cây sẽ thiếu lân. Thì video mình chia sẻ về cách nhận biết cây thiếu đa lượng qua cái biểu hiện trên lá đến đây là hết. Thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào website vietnamnongnghiepsach.com.vn để xem cụ thể thêm. Ở đây mình chia sẻ ngắn gọn để các bạn dễ hiểu thôi. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.